Xin chào anh chị, lại là Biển Xanh đây. Anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến bất động sản của Biển Xanh rồi? Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Ở trong video này thì Biển Xanh đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, và cách sân bay Tân Sơn Nhất là 22 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Ở trong video này thì Biển Xanh xin giới thiệu đến anh chị mình một lô đất giá rẻ nằm ở vị trí đông dân cư, một lô đất hướng đông rất là đẹp, không bị lỗi phong thủy anh chị nhé. Và trên màn hình là lô đất mà em muốn chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay. Từ căn nhà mình đo sang là 4m và dài sâu xuống phía sau là 18. Tổng diện tích trên sổ là 72m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Chúng ta xây lên thì sẽ dài bằng căn nhà hàng xóm phía bên tay phải, rất là đẹp, dài và rộng. Anh chị mình có thể là thiết kế được sân đậu xe hơi nữa anh chị nhé. 4 dài 18 là đã trừ vỉa hè rồi, vỉa hè rộng 2,5m và lòng đường nhựa là 6m chạy thông. Và trong khu này anh chị mình sử dụng là nước sạch, nước máy thủy cục, điện nước wifi kéo vào tới nơi. Và lô này thì nó rất là đặc biệt, một vị trí vô cùng là đắc địa, nằm ở ngay kế bên ngã ba, nhưng mà không bị ngã ba, không bị đâm đường anh chị nhé. Cho nên nó sẽ rất là thuận lợi để anh chị buôn bán kinh doanh sau này. Khi mà dân cư ngày một đông hơn nữa thì anh chị mình mua những cái vị trí như thế này, mình vừa ở vừa buôn bán kinh doanh, mở những cái tiệm tạp hóa nho nhỏ để mình kinh doanh sau này cũng rất là thuận lợi. Vô cùng là đẹp, không bị lỗi phong thủy. Và lô này có giá là 1 tỷ 250 triệu. Chị chủ đất sẽ bao tất cả thuế phí công chứng sang tên cho chúng ta, không phát sinh bất cứ một chi phí nào cả. Và vị trí này thì nằm ở block vô cùng đông đúc dân cư rồi. Với cái vị trí này anh chị mình có thể mua xây nhà để ở, hoặc là xây nhà để bán, cũng như là mua để dành hoặc đầu tư sinh lời. Thì những cái vị trí đẹp không bị lỗi phong thủy, sau này chúng ta bán ra nó sẽ dễ hơn những cái vị trí nằm ở trong cái khu đường sâu và đường cụt anh chị nhé. Những cái vị trí thông thoáng đẹp như thế này thì anh chị mình nên lựa chọn để chúng ta sở hữu. Cho dù chúng ta có mua nhỉnh hơn một chút xíu hay mắc hơn một chút xíu, nhưng mà vị trí đẹp thì khi mình bán ra nó cũng sẽ dễ dàng hơn, và mình mua cao thì mình sẽ bán ra cao. Còn những cái vị trí mà nó ở trong sâu quá, chúng ta mua giá nó rất là rẻ, nhưng mà khi mình bán ra thì vô cùng là khó. Bởi vì là nhiều anh chị người ta lựa chọn những cái vị trí xấu thì người ta lại không có mua. Chính vì thế mà chúng ta đi mua mình nên chọn những vị trí mà sáng sủa như thế này, dân cư đông, và vị trí này thì không hề bị lỗi phong thủy, nằm ngay kế bên ngã ba nhưng lại không bị ngã ba, không bị đâm đường. Chính vì thế những anh chị nào mua để an cư lập nghiệp, chúng ta sẽ rất là thuận lợi để buôn bán kinh doanh anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.